bún điếp nha mấy anh. Dạ rồi. Hay quá anh cày ơi. Bốn con rồi. Bún này xuống đồng quê nó ăn dữ lắm anh cày. Rồi, 7,6. 4 con của anh cày. Làm 4 con nha, còn tiếng máy nữa. Ủa anh Hùng, được chưa? Bên đây bay cò nè. Hồi chiều em kêu anh vô góc quýnh thì không chịu. Ăn thua gì. Bay kì. Mấy ký anh Điện? Ok. Trời hầu cá 5, 6, 7, 8, 9, 10 không mà cá 3 ký đâu mà Khương bắt ta. À, nhà bỏ vô vỏ đem theo rồi sao mà. Chứ dạ. Cá này nghi nghi lắm nha thầy. Ghê thiệt.
Cơm dừa. Cám hả? Cái gì? Ủa bò cũng lớn á. Lụm. Con này có chiều ngang á. Hơn. Chắc hơn vậy quá. Nhìn ở dưới nhỏ lên cái bụng bự quá. Lấy rớt 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 rớt. Nhìn nhận rồi đấy. Rớt tội nó. Tội nó mà tội em nữa. 7 ký 7. Thả cho mẹ. Hơn 7 ký xíu hả? Cơm dừa, bò ăn luôn. Uống nó rồi cơm. Hôm qua mới uống cơm hả? Bụng đậu. Uống tiếp nha mấy anh. Bún cơm dừa, liên tục. Ok, 9 ký. Cúng nha anh em. Cúng. Bò 9 ký luôn. Bún nha nè. Bún lạ. Chua thơm. Bò. Yeah.
Rồi, 6 ký 6. Bò nha anh em, cúng. Bấm rồi, thấy đâu có con nào mà dưới 3 ký đâu. Bây giờ kiếm cái chim nhỏ khó quá anh nè, khó lắm. Không, về bữa nữa đi, rồi chúng ta. Chứ vậy cái chim mới thả hôm qua, bữa nay ăn đâu có mấy con đâu. Ăn được có mấy con à. Qua mới thả. Lần cá chim, bên đây lần cá chim. Thả cái gì mẹ? 31, 19. Thả đây luôn đi, thả đây luôn đi. Thả đây đại đi nè, đi trống nè. Đúng, tính là phải chơi. Trống nhiều mà. Hai bên đấu nhau, bên kia lên nữa à. Hai góc, góc dưới đây, góc dưới đây. Lý lịa. Hai bên đấu cái chim. Con kia là không đạt rồi. Mở đèn lên đi bảo. Mà chi lên ra cá chim xui. Không có lúc nó cũng điếc, nó cũng ngon á. Ủa, cái chim mà. Phải không? Chim mà nhiều khi chim lớn hơn. Tra chim. Rồi, chim đó chim lớn á. Chim lớn á. Má 5 kiểu mốt luôn. Rồi, đèn có sôi sáng rồi luôn. Lấy mấy kia đắp vào không? Bay cá sặc, không ơi Rufy. Cá sặc. Thằng trẻ lớn. Trời Rufy giờ kiếm con đỏ mắt. Nó phải đơn giản đâu. Làm gì có con nào. Bay. Dạ bay. Con bay đang đúng. Bay không chứ làm. Muốn làm sao hết được. Cá vườn dừa dễ câu còn chết. Giờ anh em mình cá đậu ơi. Không theo ra rồi. Bắt cá xong cho địa chỉ nhà luôn nha anh Điền. Tiền điện cũng được.
Điện nước hả? Đâu, tại đó là em thấy là cái bị nổi đó thôi, chứ thực tế là dưới cá nằm điều lắm, nằm điêu hồ đó. Má bò này hàng 10 luôn á, má thiệt chứ. Hoàng Anh nó không vô không coi mấy cái này ta. Ờ do nó tiếc trời. Bành cái háng rồi cái coi. 8 kg. Ủa ha, con này chắc 9 kg, má cái bụng nó quá cỡ. Đây cái trầu đưa cao cao lên để nó trật ra ngoài rớt. Nó dữ dữ nó ăn mà. 89 9 kg vô chặn. Quan trọng. Ừ, 9 kg. Dạ không em. Ê chú từ từ. Mày chở anh ra ngoài kia lấy xe cái. Người ta về đó, đó. Nó về đây nè. Về đây, cá đầy hầm. Gì chứ? Phải là đồ bên đâu cũng có. Đâu cũng có. Đéo ăn. Cái gì cũng hoàn hảo hết. Cá với nước giờ này nhóc cá đâu cũng có. Anh nói vậy tôi buồn. Nói chết rồi. Hầm. Hầm của Thái là cá bổ lá. Ừ. Đúng rồi, nó chỉ thất bại nó khéo ăn. Cái gì cũng hoàn hảo. Cá thì khỏi tả tới đi. Cá khỏi tả tới. Bờ cũng đẹp nhưng mà hơi thiếu đá chút xíu thôi. Thôi vậy được rồi. Cũng hoàn hảo chỉ có cá là không. Này mà nếu như mà muốn ngon nữa là mai chiều về mua mười mấy cái ống mưa bỏ bên đây nè. Anh em đã vô phục vụ tới răng luôn hả? Cần nền thiếu nhiều cây lắm chứ bộ. Anh em đã vô đã câu lỡ có mưa gió có mưa không bận xong này tao dắt lại ngay đó chứ tao có lấy về đâu. Ai giống mình sầu quá ta. An. Cái chim. An. Mua cái loại tốt á, mua cái loại mà trăm mấy á, bạn trong tao để lại cho chứ tao có lấy về đâu. Trăm mấy bộ hả? Bự á. Còn nếu mà tốt hơn nữa là ghi tên luôn. Của ai theo tên người đó luôn. Đúng rồi, cái bộ đó của ai bạn mưa xong bạn xong mà lên dắt lại khoai ngay đó nữa. Cá nó sức câu luôn. Cáo sắp về. Dạ, cái mồi không chịu mà gặp ông quýnh sáng của mình, ông quýnh tàn tàn dễ qua phà lắm. Nó tại đi cái giờ đó nắng quá mình chịu không nổi, mình không muốn đi thôi chứ thiệt. Đi sáng sớm xuống. Thôi quýnh cái giờ đó, cái giờ ấy lận cẩn. 7 giờ quýnh tới 1 giờ, 2 giờ. Quýnh vậy ngắt ngang thì mất hứng. Để chiều về vô ngồi hỏi máy. Đéo má nó mới cuốc ngày qua nguyên ngày đây cũng còn liền ghiền tới đít nữa à. Thôi rồi mẹ còn trẻ còn có việc làm ráng làm đi, mấy mốt già cả về hưu rồi chơi mày hưu. Chưa được sức. Rồi. Tiếm được sức luôn. Rồi bo cho nó lạng đi tính 7 kg thôi. Má để con bé nó mạo nữa là 8 kg á.